Các bạn thân mến, với tiếng gió biển rì rào và những làn gió thoảng gọi là breezing, tức là loại gió lạnh lạnh đưa hương, chúng tôi đang có mặt ở Pebble Beach, một bãi biển rất là nhẹ nhàng và êm đềm của vùng Bắc California. Xin mời các bạn cùng với chúng tôi cùng đến với những cái buổi review của những chiếc xe trong cái chương trình siêu xe của ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi với chúng tôi. Các bạn nghĩ lái Lamborghini là sướng hả? Cái xe 300.000 đô không có chỗ để ly nè. Bây giờ lên xe không biết để ly ở đâu luôn. Cầm mà lái thì nguy hiểm, mà không cầm thì uống nước chẳng biết thế nào. Bó tay. Các bạn thân mến, cho bao nhiêu năm trời, cô Vinh cũng không biết rằng là có tồn tại một chiếc Ferrari được mang tên Ferrari America. Nếu bạn để ý kỹ thì các bạn thấy là những cái dashboard màu đỏ, màu xanh và ghế có những sọc trắng. Đó chính là ba màu của lá quốc kỳ Hoa Kỳ các bạn. Con ngựa xanh, và đây thì không thể nào khác hơn, chính là lá cờ Mỹ, Ferrari America. Một tuyệt phẩm của Ferrari. Và quý vị thấy rõ ràng là đây là một trong chiếc Ferrari có cái badge hiếm hoi là mẫu vuông hình lá cờ Hoa Kỳ, chứ không phải là một cái shield, một cái khiên nữa thôi các bạn, nó khác nhau rồi đó. Và phía trước cũng vậy. Đây, chính nó. Ferrari F60 America. Các bạn thân mến, Quốc Vinh dường như chưa bao giờ thấy số lượng sưu tập của những chiếc Ferrari Monza SP1 và SP2 nhiều như thế này. Vinh không muốn nói nhiều nữa. Chỉ đơn giản là đưa cho các bạn coi về những cái đường nét, độ detail của những cái fiber carbon và những cái màu sơn được phối màu cực kỳ nghệ thuật, gần như không thể nào đẹp hơn được nữa của Monza SP2. Và sang đây là một loạt những chiếc với màu cực kỳ sặc sỡ, màu xanh, lá chuối và vàng. Siêu đẹp. Màu xanh của baby blue. Màu đỏ và trắng dọc ngang. Màu đỏ và đen viền trắng. Con số 27 kiêu hãnh nằm ngay ngãng giữa dòng xe. Màu xám nhẹ và vàng. Màu xanh lá cây. Màu vàng rực rỡ. Màu đỏ. Màu rất là nhiều màu. Dường như chúng ta không thể nào dừng lại với cái đám Ferrari này. Chỉ có một từ là tuyệt vời. Hoặc nói kiểu Việt Nam chúng ta là trên cả tuyệt vời. Quý vị thấy khổ sở, quý vị lái chiếc xe mấy triệu đô đâu dám chạy nhanh đâu.
nó chạy cái là mất 100.000 liền đó. Đau lắm. Bỏ mấy triệu đô lết như con rùa bó bột vậy. Các bạn thân mến, trước mặt các bạn là bờ mông rất ư là sexy của Ferrari F, đâu xin lỗi, Ferrari SF 90 Stradale. Stradale là tiếng Italiano, hình như là để chạy bình thường. Corsa là để đua. Stradale có hai ống vô dựng thẳng phía sau và có bộ đèn vuông, bốn đèn ngờ ngợ như Corvette đời CX C8. Quá tuyệt vời quý vị, có mình không có luôn ngôn từ để diễn tả cái chiếc xe này. Đẹp quá, đẹp lắm quý vị ơi. Và không thể nào quên được cái đầu của xe như một mũi tên lao về phía trước. Quá ư lãng mạn, quá ư là aggressive. Chiếc xe này chỉ có một cái lỗi duy nhất. Chiếc xe này chỉ có một lỗi duy nhất, đó là cái bảng giá nó bị trục trặc. Cô Vinh vừa đọc bảng giá của nó thì thấy nó đề là khởi điểm với giá là 625.000 đô la, chưa kể thuế. Cô Vinh cho đó là một bảng giá sai lầm. Nếu chiếc xe này mà nó đề giá khoảng độ 1 hoặc 200.000 đô la Mỹ thì có lẽ Vinh và nhiều người sẽ rất là hạnh phúc hơn. Rất tiếc hãng Ferrari không quan tâm đến hạnh phúc của chúng ta, họ chỉ quan tâm đến điều gì làm cho họ có giàu lên mà thôi. Thôi thì ráng ôm mộng cày tiếp, hoặc là thức dậy để thực hiện giấc mơ của mình, hoặc là ngủ để tiếp tục mơ, tùy các bạn. Chiếc này là Ferrari Portofino. Portofino là một chiếc nó thay thế, nếu mình nhớ không lầm, là thay thế cho Ferrari California. Chiếc này có khoảng thì là trên dưới 600 khoảng 612 mã lực. Cái này nó mang cái tính chất là để cho gia đình hoặc là phụ nữ. Bên trong này quý vị thấy nó rất là ghế lái, bao gồm có hai ghế đằng trước vợ chồng và hai ghế đằng sau cho con cái, hoặc là mục đích là khi mua bảo hiểm thì xe bốn cửa thì bảo hiểm nó bây giờ nó cũng rẻ hơn. Portofino này nó thay thế cho California. Đầu tiên là California, xong là California T, tức là có Turbo, rồi sau đó lên cái đời này. Thì Vinh không biết, chưa được lái cái này bao giờ, nhưng mà Vinh nghĩ là rất là êm, bám đường chắc, và cái động cơ, cái tiếng động cơ nó rất là dễ thương. Giá Vinh đoán khoảng 300, trên dưới 300 ngàn. Là máy lần trước, convertible, hard top, mùi cực. Xe này có thể đi hàng ngày, đi làm hàng ngày được các bạn. Không cái nỗi cứng cỏi, không cái nỗi đau lưng. Đây là một chiếc khá là đặc biệt, Ferrari. Chiếc này là Ferrari 812 Competizione. Các bên đoán là chắc là competition là để đua, để cạnh tranh với nhau. Hình như là xe này nó có thêm động cơ điện ở trong đó nữa, để nó giúp cho xe chạy nhanh hơn. Phía đầu của nó có ngôn ngữ hơi giống như là Lamborghini Aventador. Nó hơi thành cái hộp mũi gió với lại màu sắc khá là lạnh lùng. Một những chiếc rất là nổi gần đây, tức là sau khi Ferrari nó theo dòng là 360 phải không, xong nó lên 430, xong cuối cùng lên 458, rồi nó lên cái 488, rồi sau cái 488 nữa thì cái dòng Ferrari lớn hơn là FX, Ferrari FX. Chiếc này là Spider, có nghĩa là con nhẹ nhưng cũng có nghĩa là mùi trần. Chiếc FX này thì nó có tới 710 mã lực,
tốc độ của nó lên tới trên 211 mile per hour là tốc độ cao nhất, và từ đang đứng yên cho đến 62 mile tức là khoảng 100 km/h là tương đương với khoảng 2.9 giây. Đây là một chiếc xe rất là nhanh, cái độ hốc gió và những cái buông hốc gió rất là đẹp các bạn. Đây quả là một chiếc xe, bên này thì là một chiếc xe Ferrari rất là đẹp. Quý vị nhìn thấy cái đầu của nó thôi, chỉ cần chụp hình thôi rồi có bên không cần phải nói nhiều thêm nữa. Quý vị thấy cái ngôn ngữ thiết kế của Ferrari đã đến cái mức là aggressive. Nó không còn đơn giản là Ferrari một cách classic cổ điển hoặc là mềm mại, nhỏ nhẹ, tròn trịa, sexy nữa, mà nó bắt đầu mang tính chất là cạnh tranh với nhau. Những cái đầu và những cái đuôi của nó bắt đầu hơi aggressive, mạnh mẽ giống như mũi tên để lao vào phía trước. Và vừa rồi là cô Vân thưa với quý vị một chút xíu về Ferrari Roma, Ferrari Portofino, Ferrari Competizione, Ferrari F8, và đây là Ferrari F8 Special. Okay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi về Ferrari và quý vị dẫn quý vị đến khu vực khác. Giờ đi. Các bạn thân mến, bây giờ thì quý vị tiếp tục cái review về những cái xe này. Thì như chúng ta biết rằng là Ferrari cũng đóng một cái vai trò đáng kể trong việc phát triển những xe đua. Chiếc này là một cái mẫu mới Ferrari Roma. Roma hoặc là tiếng Việt là La Mã đó quý vị, Roma hoặc là Rome là tên của thành phố thủ đô của nước Ý, cũng là Vatican, nơi Vatican đóng đô. Thì người ta muốn đặt những tên mà mang tính chất là Ý. Đây cái chiếc xe này là Roma. Roma thì nó từ nét cấu tạo nó hơi là đơn điệu. Nó như xe gia đình các bạn, rất là mềm, góc độ sexy, không có nhiều góc cạnh nhiều, nó smooth giống như một chiếc nước, và nó gọi là touring, tức là tập trung ý tưởng là để cho gia đình, vợ chồng, con cái đi chung với nhau. Rất tiếc là không có mở nội thất bên trong được. Xe này có khoảng độ 612 mã lực. Nó có thể tạo được trên 199 mile cho 1 giờ, và từ đang đứng yên cho đến 100 km/h một giờ là 2.9 giây. Roma là một chiếc xe khá là Ferrari Roma là một chiếc xe khá là nhanh. Nó được mới ra gần đây thôi. Ok, để bên mời quý vị coi chiếc xe khác nha. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các fan hâm mộ, xin lỗi anh Đức điềm đạm nha. Trái tim của Vinh đã lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy siêu tác phẩm này. Quả thật cuộc đời này cô Vinh chưa từng thấy một chiếc xe nào đẹp như thế này. Không biết nó tên gì nữa, không kịp hiểu nó tên gì nữa, chỉ biết nó đẹp thôi các bạn. Màu sơn đẹp tuyệt đối, đầu đẹp tuyệt đối, fiber carbon. Các bạn đoán ra rồi ha. McLaren. Wow, ít nhất thì cô Vinh cũng từng có được cái logo này ở nhà. Những chiếc xe này thì không, chắc chắn là không. Cả đời sẽ không bao giờ có được. Siêu đẹp. Siêu mẫu. Siêu trí tuệ. Không còn ngôn từ để diễn tả về đặc của chiếc xe này. Oh my god. Không lẽ cuộc đời người ta tạo ra chiếc xe đẹp như thế này ư? God. Anh Đức ơi. Anh Đức điềm đạm ơi, đẹp quá đi. Gosh. Các bạn à, cô Vinh rất tiếc là cô Vinh không đủ ngôn từ và hình ảnh không thể nào truyền tải được vẻ đẹp của chiếc xe này các bạn ạ. Nếu mà các bạn nhìn nó ở ngoài đời
Cô Vinh chắc chắn tin rằng tim của các bạn sẽ lỗi nhịp. Không một ngôn từ để diễn tả vẻ đẹp của chiếc McLaren này các bạn. Vinh đã từng có là McLaren. Vinh hiện đang có một chiếc McLaren. Khá thất vọng với nó bởi vì chất lượng của nó không được tốt. Không đến nỗi hư vặt, nhưng mà cái kết cấu có vẻ không được vững chắc. Nhưng mà hôm nay nhìn chiếc McLaren này, quả thật không còn ngôn từ. Wow. Ngày hôm nay lái xe kẹt xe cả tiếng đồng hồ để đến đây. Người ta bán một cái vé 3.500. Cô Vinh tiếc tiền và cũng chẳng có tiền để mua nữa. Muốn mua vé cũng hết vé rồi, 3.500 bị sold out. Nhưng nhìn được siêu phẩm McLaren này, cô Vinh tin rằng chuyến đi rất là xứng đáng. Tiếc quá, không thể nào cô Vinh có thể đem cái hình ảnh này đến cho quý vị một cách cụ thể được. Quá đẹp, chỉ có một từ là quá đẹp. Quá đẹp. Xin quý vị một lần nữa chiêm ngưỡng siêu phẩm McLaren. Bạn nào giỏi thì Google giúp mình cái tên của nó cái. Vinh cũng chưa có bắt kịp là tên của nó là gì nữa. Nosica Not P1 Not P4 MTLC Not McLaren 720S Not 675LT Not any McLaren that I know. Not any McLaren that I have seen in my life. Beautiful. No name. It's just beautiful. Tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp. Đây là một chiếc xe tào lao thổ tả, được tạo ra chỉ có 20 chiếc mà thôi. Nó là con số 8. Xe được mang tên là Kevini. Hả? Nhìn Vinh đoán có lẽ là nó là một sự lai tạo chế biến từ chiếc Ferrari 488 mà ra. Vinh đoán vậy. Tại vì nó đã lột hết tên tuổi và những cái mẫu mã. Và nó đã bỏ những cái bộ fiber carbon rất là lạ. Tìm một cái sự khác biệt giữa những cái dòng xe khác nhau. Chỉ có 20 chiếc được tạo ra và dĩ nhiên là mang tính chất là trưng bày hơn là để trưng bày và triển lãm. Đuôi khá là đẹp thưa quý vị. Đuôi khá là đẹp. Kevini, maybe. Rim rất là đẹp các bạn ha. Nói chung là nhìn mang tính chất là nghệ thuật. Cho 8 điểm nghệ thuật. Mẫu xe của Nhật Bản Acura. Nguyên từ của Accurate NSX. Đây là loại đời mới hơn của Acura. Với mức độ khoảng hơn 160.000, quý vị có thể hoàn toàn sở hữu chiếc xe này và chạy bon bon trên đường. Hiệu quả mạnh mẽ, ít hư hao bằng. Các bạn thân mến, có thể đây là một trong những niềm vinh dự của dân châu Á. Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều đến xe American car and European car, xe Mỹ, xe Pháp, xe Đức, xe Anh, xe Ý. Nhưng có lẽ đây là một trong những chiếc xe ít ỏi của khu vực châu Á được lọt vào đây và một anh chàng rất là bình an. Hyundai. Thưa các bạn, chiếc xe Hyundai. Genesis Hyundai. Hyundai là nếu mình nhớ không lầm là tiếng Hàn Quốc có nghĩa là huynh đệ. Thưa quý vị, nếu mình nhớ không lầm là Hyundai là huynh đệ và Daegu là đại hữu đó. Thì ngày hôm nay Hyundai đã mang được xe của mình vô vòng tròn concept car của concept lawn circle và hiên ngang triển lãm ở đây, sánh vai với các anh chàng châu Âu. Các bạn trẻ ơi, các bạn thân mến, hôm rày ở trên YouTube của anh Tyler Ngô, anh Thí Ngô đó, có một số bạn hỏi Quốc Vinh rằng liệu có cái cơ duyên nào để mình gặp nhau trong một chiếc xe mới không? Câu trả lời là yes. Giấc mơ có thể trở thành sự thật các bạn ạ. Đây, xin giới thiệu các bạn Lamborghini Countach LPI 800. Nếu bạn nào
Có lòng yêu mến với Lamborghini, chắc chắn các bạn đã biết một mẫu xe huyền thoại Countach, tên của một loài bò tót nổi tiếng. Nếu mình nhớ không lầm thì chiếc xe này được sản xuất độ khoảng đầu những năm 70. Và sau đó thì chiếc xe đó đi vào huyền thoại với động cơ V12. Nhưng người ta có những lúc người ta không thể quên được huyền thoại. Và bây giờ thì người ta tìm lại. Trong tiếng Việt chúng ta có từ là ăn mày quá khứ, ăn mày dĩ vãng. Lamborghini đã quyết định retro. Trong tiếng Anh tức là re là làm lại, tro là introduction, retro là chúng ta giới thiệu lại một mẫu xe đã từng làm mưa làm gió trong quá khứ. Và đây chính là chiếc mẫu Lamborghini Countach LPI 800-4. Có nghĩa rằng là đây là chiếc xe có mang động cơ 12 máy, khoảng độ 6.2 lít nếu mình nhớ không lầm. Và sau đó đã cộng thêm một cái động cơ điện ở trong đó nữa, với cái dòng điện gọi là Lamborghini, dòng điện Lamborghini cực đỉnh gì đó. Mình không biết dịch từ tiếng Anh, tiếng Việt sang tiếng Việt là sao. Nhưng nó làm cho xe có thể chạy nhanh hơn một chút xíu nữa, và có thể đạt đến mức độ lên như là gần như 300 mấy chục mile trên một giờ. Người ta đang nói về chiếc xe này, và rất có thể Lamborghini sẽ trở về với lại quá khứ để tìm kiếm một chút dĩ vãng của mình nơi huyền thoại Countach đã từng làm mưa làm gió trên thị trường xe siêu xe của những thập niên 70-80, thưa quý vị. Rất tiếc quý vị không được đứng gần, vì đây là vùng của xe concept car, những xe chưa được phát triển trên thị trường. Cái vấn đề của concept car, người ta rất là ngần ngại cho người khác biết, tại vì sợ đối thủ cạnh tranh biết được xe đó sẽ là xe gì trong tương lai và đấu phá mình. Đâm chỉ có một số người nào đặc biệt và những nhân vật quan trọng mới được bước chân vào trong cái cỏ này. Vé để vô trong đây có thể lên tới $3,500 cho một vé, mặc dù đã bán hết. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì cô Vinh cảm thấy rất là vui, không làm cho các bạn trẻ Việt Nam thất vọng. Cuối cùng mình cũng tìm được Lamborghini Countach Retro LPI 800.4. Giới yêu xe chắc không thể nào không biết đến hiện tượng Venom, Hennessy Venom, một trong những chiếc xe đạt kỷ lục cao nhất trên thế giới đã được lập bởi chiếc xe này. Cô Vinh không nhớ rõ là cái nguồn gốc xe nó lấy từ xe gì nha. Cô Vinh nhớ mãi là không nhớ rõ chiếc xe, hình như là Koenigsegg hay là chiếc xe gì đó. Nhưng mà sau đó thì Hennessy đã tạo kỷ lục ra với tốc độ cao nhất có thể được trên chiếc xe thương mại đó các bạn. Một lần nữa xin giới thiệu các bạn Hennessy Venom F5. Đây là mẫu xe McLaren cho tương lai, McLaren Artura. Không biết là Artura có dính dáng này future gì không biết, nhưng mà dường như McLaren đã đang tìm cách để tung ra những sản phẩm liên tục, thay đổi liên tục, làm cho những người chơi xe McLaren bị lỗ vốn một cách nghiêm trọng. Như vậy họ vẫn không ngừng lại. Quý vị có nhớ trong cái xe của Ferrari có cái tên là Fini Farina, là một trong những người chuyên môn về thiết kế xe đó. Thì đây cũng là một cái mẫu thiết kế mới. Nhưng có một điều quan trọng là những cái concept car thường thường chưa chắc đã được thực hiện. Có nhiều cái bao giờ nó cũng chỉ là trên bản giấy và mãi mãi là giấc mơ thôi các bạn. Các bạn mến, trước mặt các bạn con số 9 là chiếc Ford GT, một trong chiếc Ford GT đời đầu, được sản xuất khoảng năm 1964 và bây giờ nó có giá độ khoảng $7,000,000. Sau đó thì Ford GT gần đây mới sản xuất lại một loạt Ford GT mới nữa, dùng động cơ EcoBoost, tức là không biết gọi là dịch tiếng Việt là sao nhỉ, EcoBoost. Cái ngôn ngữ của Ford GT là để cho gió đi xuyên qua cái thân. Và khi mua chiếc xe này thì thứ nhất bạn phải có tiền, độ khoảng $500,000. Và thứ hai bạn có tiếng tăm và có lịch sử đã từng mua Ford GT. Nhưng một những điều kiện mà bạn mua chiếc Ford GT này thì bạn không có quyền bán lại, ít nhất là trong vòng 2 năm. Hôm rồi sáng xe Ford đã kiện một anh chàng
bỏ tiền ra mua chiếc xe này và sau đó anh chàng ta bán lại để kiếm lời được một vài trăm ngàn trong vòng 2 năm, và sau đó anh ta bị thưa kiện và anh ta đã thua kiện, phải trả lại số lời cho công ty và đền bù số thiệt hại. Bởi vì khi mà quý vị đi mua và bán lại như vậy, quý vị trở thành nhà đầu cơ tích chữ và làm cho giá xe nó bị không có bình ổn. Nhà sản xuất không muốn những người mua bán xe như thế này. Và khi một trong những điều kiện để mua xe này là không được quyền bán lại trong vòng một khoảng thời gian nào đó. Như thế mới biết rằng luật chơi cũng khá công phu. Chưa chắc anh có tiền, anh đã làm được mọi điều anh muốn. Đó là một cái thông điệp của bên muốn gửi cho các bạn. Cũng giống như những buổi triển lãm xe khác thì thông thường sẽ không thiếu được cái khu vực của concept car. Những xe được vẽ ra nhưng mà có thể hoặc không có thể được đi vào sản xuất. Đây là một mẫu xe của Koenigsegg. Vẽ với đôi cánh thiên thần mong manh rất dễ thương phía sau. Có khi nào mình tự hỏi rằng là người ta bắt đầu từ chiếc Bugatti như thế này, rồi người ta tiến bộ lên chiếc Bugatti như thế này, rồi sau đó người ta lên chiếc Bugatti như thế này, và sau đó người ta lên chiếc Bugatti như thế này. Thế còn chúng ta, nếu chúng ta bắt đầu một tí xe đạp, lên cúp cá nén, rồi lên xe rims, rồi lên xe hơi, thì cuối cùng chúng ta sẽ kết thúc như thế nào nhỉ? Hay tất cả mọi chúng ta đều chui vào hòm giống như nhau hết trơn các bạn? Dù sao chăng nữa thì một lần nữa xin giới thiệu các bạn vẻ đẹp của Bugatti. Vinh đoán chiếc này là Chiron à? Đoán vậy, không biết có phải không? Tại vì cái dòng xe ba cái đầu quỷ này không có bao giờ có định mua, nên còn không có tìm hiểu lắm đâu. Ok, hy vọng các bạn có một buổi tiệc mãn nhãn, một buổi tiệc đầy xúc cảm trong cái những cái buổi tiệc ngắm nghía xe Bugatti ha. Tạm biệt các bạn. Cô Vinh không muốn nói gì hơn trước mặt các bạn là một siêu phẩm của Bugatti. Chiếc xe này chỉ có dùng để đua và không có bán. Điều này nó cũng an ủi phần nào, tại vì không muốn chẳng được các bạn ạ. Cô Vinh thực sự là hết sức rồi. Chung quanh thì quá nhiều xe, cảnh thì quá đẹp, mà lết hết nổi. Dù sao chăng nữa thì cũng muốn chia sẻ với các bạn thêm hai cái phone hết pin này, người cũng hết pin này, để các bạn tự ngắm và đánh giá nha. Mình không nói gì hơn nữa. Đề nghị khi mà làm chương trình này anh tí lồng nhạc cho các em nghe ha. Chỉ là Bugatti thôi mà, thường thôi. Thường thôi. Và đây là concept car của Audi.
Casino Audi and so the front is a redefinition of the Audi single frame, but we don't need cooling the same way than we do with ICE, you know, combustion engine. So now it's just a communication. Anh chàng này nói tiếng Anh với chất giọng của châu Âu. Chắc hẳn là anh chàng là một trong kỹ sư thiết kế của hãng Audi. Anh ta đang nói về chiếc xe này, những cái đèn giống như những hạt kim cương phía sau của một bức màn hình và sẽ chớp lên. Và những chiếc hạt đèn đó sẽ chiếu tia để mà nó sẽ liên kết với lại môi trường xung quanh, để biết được rằng là chúng ta đang bị nguy hiểm hoặc là chúng ta đang chạy với tốc độ cao quá. À, chắc hẳn rằng đây là một trong những vấn đề tương lai của xe hơi thế giới. Hiện nay chiếc xe này đang có dự định sẽ được sản xuất từ châu Âu trong vòng 6 tháng tới. Xe này là một chiếc xe thông minh. Nó có thể tìm kiếm được những cái nguy hiểm xung quanh để nó né tránh. So is this going to be production or? No, that's no. Only concept. Concept. Yeah. But a lot of elements, for example, okay. The design language will actually influence our product. Does influence our product already that are in the making, being yeah. developed. Thank you, sir. Including the two-side door? This one, I don't think so. Okay. Vừa hỏi anh ta rằng liệu chiếc xe này có được sản xuất vào trong thực tế hay không? Thì anh ta nói rằng là chắc chắn là không, chiếc xe này chỉ là một ý tưởng sáng tạo. Và tuy nhiên những cái thành phần cấu tạo bao gồm có những cái đèn nhấp nháy và nó sẽ tìm kiếm đối với lại môi trường xung quanh để kiểm soát xem có sự nguy hiểm. Thì những cái điều đó sẽ được cộng kết hợp vào trong việc sản xuất xe trong tương lai. Và chắc chắn rằng là Audi cũng giống như bao nhiêu anh chàng khác sẽ tìm kiếm những vấn đề rất là futuristic, tức là vấn đề tương lai trong vấn đề xe hơi. Tự hỏi rằng con và cháu của chúng ta sẽ đi trên những chiếc xe như thế nào? Bay hay chỉ truyền tin hay là ngồi đó nhấn nút? Điều đó còn nào phụ thuộc vào sức tưởng tượng của các bạn. Mong rằng qua những cái câu chuyện review xe như thế này, Quốc Vinh đã gửi đến quý vị một chút cái cảm hứng để chúng ta cố gắng hơn, hay chúng ta sáng tạo hơn, để chúng ta nỗ lực hơn, hay chúng ta vui vẻ yêu đời hơn, hay để chúng ta hy vọng hơn vào trong cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Ở góc độ nào đi chăng nữa thì Quốc Vinh cũng hy vọng rằng các bạn đã có một khoảng thời gian thật vui, thật ý nghĩa và thật thoải mái. Quốc Vinh xin tạm biệt các bạn và bây giờ thì Quốc Vinh quay trở về hành tinh của mình đi cải.